chào các bạn. Thì cái trường hợp mà nó bung cái lò xo của cái lưỡi ca đốt này á, nó rất là nhiều. Nè, nó mục, nó gãy cái bát chặn nè. Đôi khi các bạn thấy đó, các bạn cạy cái nó băng văng ra. Thì bây giờ mình sẽ để cái lò xo vô. Mình ép nó xuống sát ha các bạn ha. Các bạn sẽ dùng cái mỏ hèn nè. À, dùng mỏ hèn các bạn nhớ để sát cái lò xo nha. Sát lò xo các bạn chấm cả đã. Rồi các bạn lấy lò xo ra. Rồi các bạn chấm sâu hơn chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái con vít nhỏ. Kiếm con vít nhỏ nha. Con vít nhỏ rồi. Con vít nhỏ nó có cái mặt vít nè các bạn. Các bạn thấy không ạ? À, con vít nhỏ xíu rồi. Rồi các bạn siết vô. Mình làm từ từ thôi nha. Rồi xí vô ngay chỗ mình mới chấm món hàng, các bạn nhớ khi chấm món hàng các bạn chấm sát vô cái lò xo nha, đừng có chấm cách khoảng. Rồi xí vô. Rồi xí vô được mấy vòng thì nó muốn lòi qua đây nè các bạn. À, các bạn thấy dấu không? Rồi các bạn để cái lò xo vô, để lò xo vô cái mặt dít. Rồi các bạn xí xuống. Ok các bạn. Rồi các bạn xiết xúc sáng xét được rồi. Là để cho mặt dít nó giữ cái lò xo các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đá mài mình mài. Nhưng mà trong khi mình mài á, quay qua đây cho các bạn xem giùm. Đôi khi các bạn lấy lá hải dương thô thô hả, các bạn chích nó. Và các bạn nhớ là các bạn để lâu quá nó nóng, thành ra các bạn lấy cái tay của các bạn á, các bạn vịn đầu dít này nè. Ha. Để nó nóng lên mình biết mình dừng chứ không gì đó, nó truyền nhiệt mà. Còn không nó chảy nhựa làm sao. Hả? Đỡ xíu ha. Còn không các bạn lấy một hai giọt nước á, các bạn chấm vô cái phần mà nhựa đó hả, nhựa bên đây luôn để cho nó khỏi chảy. Và các bạn phải chích à. Trời nóng quá mình dừng lại xíu ha các bạn ha. Nóng càng đi gần xuống dưới nó càng nóng. Chích. Rồi các bạn đợi xíu, do mình làm biến á, mình không có lấy nước, mình thoa vô hai chỗ này ha. Bạn nhớ nha, các bạn có thể dùng đá hợp kim mài cho lẹ. Ở đây mình đang dùng đá lửa, mình có gì mình làm đó. Còn các bạn để luôn nó nóng nó chảy ra, mình phải thay con vít khác bự hơn. Càng gần xuống các bạn phải cẩn thận, các bạn lấy cái tay của các bạn á, các bạn giữ ngay đây nè. À, giữ ngay mặt vít bên đây nè. Thì nó nóng lên các bạn biết các bạn dừng là được rồi. Các bạn cứ chích từ từ thôi nha. Làm sao cho nó vừa sát thôi. Rồi khi nó sát rồi á, các bạn ra những cái phần còn lòi ha. Cẩn thận nó xấu cái mặt tông của người ta đó. Rồi các bạn thấy nó rất là láng. Rồi xong rồi đó các bạn,